Giới thiệu các bác, đây là toàn bộ những cái ván này là được xẻ ra để làm ván hậu với lại ván nóc, ván đáy của bàn thờ ông Địa. Đây là cái trụ của cái bàn thờ 1 mét. Thì đây là cái dàn máy đục CNC, tất cả là 16 đầu, nghĩa nó ra được 16 cái trụ. Đây, hiện tại bên xưởng đục bên em ấy, tất cả là riêng về máy đục trụ với là tất cả là 4 cái máy. Chào tất cả mọi người đã quay lại với lại đồ gỗ Mạnh Đại Phát cũng như em Mạnh đây. Thế thời gian qua do công việc gia đình nó bề bộn quá nên là em không có làm clip giới thiệu đến mọi người được, nên là nó bị gián đoạn mất thời gian, mong mọi người thông cảm. Hôm nay em làm một cái clip là giới thiệu đến mọi người về cái sản phẩm bên em, đó là bàn thờ ông Địa. Đây là một cái sản phẩm đang ở tại xưởng mộc. Sản phẩm đã hoàn thiện trong phần thô, là chưa có sơn gì cả, đang còn là mộc. Thì mời mọi người là chiêm ngưỡng sản phẩm. Đây là bàn thờ rồng lửa, kích thước là 80, ngang 80. Bây giờ em mời mọi người theo em để em giới thiệu chi tiết về phần, để có nghĩa là ra hoàn thiện cái phần mộc đến một cái bàn thờ nó được như thế này. Clip em giới thiệu đến các bác được, chứ không thì nó ồn ào thì nói các bác cũng không nghe được. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về có nghĩa là sao từ cái công đoạn ra phôi gỗ và máy tạo nên cái trụ, tạo lên cái trụ của cái cột bàn thờ ông Địa. Đó là từng phần. Thì đây là cái dàn máy đục CNC, tất cả là 16 đầu, nghĩa nó ra được 16 cái trụ. Thì cái thời buổi công nghệ nên là cái sản xuất thì nó cũng rất là hiệu quả, và nó bớt được cái sức lao động cho con người. Như một cái máy này nó có thể hoạt động, nếu mà hoạt động liên tục thì nó có thể bằng cả chục người thợ làm phổ thông như ngày xưa là làm tay. Đó là một dàn máy này, nếu nó hoạt động một ngày một đêm là tương xứng với khoảng 10 người công nhân là thợ lành nghề tạo ra cái phô như thế này. Thì bắt đầu là phần máy là sẽ tạo lên là cái phần thô như thế này. Nói chung là máy bây giờ nó hoạt động được chừng cỡ khoảng 90%, còn 10% thì người thợ sẽ làm thủ công để hoàn thiện một cái trụ cột của bàn thờ ông Địa này. Đây là toàn bộ khu vực sản xuất phôi gỗ và máy móc là ở bên cơ sở sản xuất đồ thờ ông Địa bên em. Các bác cửa hàng có nhu cầu về sản phẩm này, xin liên hệ với em theo số điện thoại là Zalo là 0866625412 để mình có cái sản phẩm là giá thành tốt nhất. Đây là toàn bộ cái hệ thống máy. Đây, hiện tại bên xưởng đục bên em ấy, tất cả là riêng về máy đục trụ với là tất cả là 4 cái máy đục trụ. Thì các bác biết là nó tương xứng với lại bao nhiêu cái sức lao động của bao nhiêu người thợ thủ công. Và đây là toàn bộ những cái phôi gỗ là đang chuẩn bị để cho ra những cái sản phẩm. Đây, tất cả những cái phôi gỗ này nó đều là những cái phụ kiện để ráp cho nó hình thành lên một cái bàn thờ ông Địa.
Bây giờ là máy móc công nghệ nên là nó hỗ trợ cho cái bớt cái sức lao động của người thợ mình rất là nhiều các bạn. Đây là cái giá thành sản phẩm nó cũng có một cái lợi thế là nó rút xuống rất là nhiều so với ngày xưa. Cái về cái bàn thờ ống địa này bên em sản xuất là hoàn toàn là gỗ gỗ đỏ 100% hết. Gỗ gỗ đỏ Nam Phi. Gỗ nhập. Đây là cái nóc bàn thờ, ván hoàn toàn là liền tấm hết. Ván này không có ghép, ván liền hết. Đây là những cái chân. Tất cả các thứ nó đều là rời, xong bắt đầu là mới ráp hình thành nên một cái sản phẩm nó ra thành một cái bàn thờ ống địa là nó như thế này. Khi ráp lên như này bắt đầu là người thợ mới làm tay, mới bắt đầu là hoàn thiện nốt sản phẩm. Thì đến khi đó là hoàn thiện nốt sản phẩm là nó ra cái sản phẩm như thế này, là về phần mộc. Xong bắt đầu mới chuyển qua bên bộ phận chà nhám và qua bên phun sơn thì cái sản phẩm mới hoàn thiện. Số lượng là không có hạn chế nhá, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại đã có ở trên Zalo đó. Thì còn nhu cầu số lượng thì hãy alo em. Xin chào các bác nha. Em giới thiệu các bác, đây là toàn bộ những cái ván này là được xẻ ra để làm ván hậu với lại ván nóc, ván đáy của bàn thờ ông địa. Chất liệu là hoàn toàn bằng gỗ đỏ hết nhá. Thì là trước khi mà ráp lên những cái sản phẩm là bên em là xẻ cây trước và phơi như thế này để cho cây nó khô. Đây là toàn bộ là khu vực là sản xuất bàn thờ ông địa. Đây là ván đã xẻ ra và mình phơi để cho nó khô. Xong bắt đầu là đến lúc mà mình mới đưa vào để mình ráp sản xuất. Đây là tất cả các phôi thuộc về bên để sản xuất bàn thờ ống địa. Đây là cái trụ của cái bàn thờ 1 mét dòng lửa. Thank you.
thì em đã giới thiệu là sơ qua một vòng là cái từ đầu xưởng cho đến phần cuối xưởng về cái phần sản xuất bàn thờ ông Địa. Thì mời các bác chiêm ngưỡng và chúc các bác là một buổi chiều chủ nhật là vui vẻ. Xin chào các bác, hẹn các bác ở cái video sau nha.